Một điều kỳ lạ đã xảy ra trong 2 năm qua. Sau nhiều năm sụt giảm, doanh số bán xe máy và xe tay ga đã tăng trở lại. Đó là tin tốt cho bộ phận Motorrad của BMW và chiếc xe tay ga điện mới nhất của hãng, CE04. Chiếc xe đạp tương lai hai bánh được trưng bày ở Los Angeles vào tuần này tại một sự kiện trước LA Auto Show sẽ mang đến làn sóng phục hưng cho xe hai bánh. Có thể giúp mở ra sự chấp nhận rộng rãi hơn đối với xe máy điện. Phó Chủ tịch BMW Motorrad của Mỹ, Judy Hardy tin rằng EV hai bánh có thể trở thành của riêng nó, không chỉ là một chiếc xe đạp đẹp mắt. Tôi nghĩ điều thú vị khi có một chiếc xe tay ga trong danh mục này là tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu giải quyết một số thách thức về giao thông. Dự kiến sẽ có mặt tại các phòng trưng bày vào đầu năm 2022. CE04 sẽ có giá bắt đầu từ $11,795. Giống như tất cả những thứ BMW, nó mang một thẻ giá cao. Tuy nhiên, đối với bộ tính năng và thực tế là nó chạy điện, nó thực sự có thể là một thỏa thuận chắc chắn. Chiếc xe tay ga sẽ có hai chỗ ngồi, có công suất 42 mã lực và mô men xoắn cực kỳ ấn tượng 45 pound-feet. Gói pin dung lượng 8,9 kWh được nhắm đến để cung cấp phạm vi 80 dặm và nó hỗ trợ sạc mức 2 lên đến 6,9 kW. Thêm vào đó, nó có màn hình TFT 10,25 inch lớn khi được kết hợp với ứng dụng BMW Motorrad cung cấp điều hướng từng chặng và có thể theo dõi dữ liệu người lái như khoảng cách bạn đã nghiêng mình trong các góc, cũng như thông tin xe máy điển hình. Tuy nhiên, đó là một chiếc xe tay ga điện trong một thế giới mà Harley-Davidson LiveWire tồn tại và Zero Motorcycle tiếp tục phát triển. Hardy tin rằng đối với BMW, đây là một chiến lược thông minh, nó sẽ đưa những người mới vào thương hiệu có thể chưa được coi là một chiếc mô tô, nhưng sẽ thấy đây là một giải pháp thân thiện. Bước đột phá đầu tiên của nhà sản xuất xe đạp vào thị trường Hoa Kỳ bằng điện là CE-Volution. Về cơ bản nó là một chương trình thử nghiệm. Nó thực sự là để kiểm tra vùng nước một chút. Đây là nỗ lực đầu tiên của chúng tôi thực sự tiến vào thị trường điện khí hóa, Hardy nói với TechCrunch. Mặc dù Hardy lo lắng rằng mọi người có xu hướng nhìn chung xe tay ga như một thứ gì đó kém hơn so với những gì chúng đang có. Khách hàng mới cũng có nghĩa là những người mới sử dụng xe máy và xe tay ga nói chung. Có thể sẽ có những khách hàng hiện đang đi xe đạp điện bước sang một chiếc xe tay ga điện như CE04 và không hoàn toàn hiểu rằng nó mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của nó. Thật dễ dàng để loại bỏ xe tay ga và nhìn thấy thứ gì đó kém hiệu quả, nhưng thực tế là mô men xoắn EV khiến xe điện trở nên phấn khích cũng nằm ở đây trên chiếc xe tay ga này. Nó không phải là một món đồ chơi. May mắn thay, toàn bộ dòng sản phẩm của BMW Motorrad đều đạt tiêu chuẩn với phanh chống bó cứng và các tính năng an toàn khác. Đối với những tay đua mới và có kinh nghiệm, CE04 mang đến một điều gì đó mới mẻ hơn một chút. Một chiếc xe hai bánh EV nhỏ, gọn nhưng đầy tinh thần có thể là câu trả lời cho những chuyến đi trong thành phố. Hardy coi đó là một phần của một động thái đang diễn ra của toàn công ty. BMW luôn được biết đến với khía cạnh hiệu suất và khía cạnh công nghệ và thật tuyệt khi giờ đây chúng tôi đang bước vào không gian điện khí hóa từ 4 bánh đến 2 bánh, điều đó thật tuyệt vời. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!